Hello, Sắc Thu Cưng miền Tây xin chào tất cả các anh chị nha. Đố tất cả các anh chị mình hôm nay em đi đâu đó? Dạ vâng, hôm nay thì em đi Tam Nông Đồng Tháp để giao bé buôn đồ cho khách của em nha. Đường đến nhà khách của em thì cũng khá là tối cho nên là bên em cố gắng đi thật là nhanh, thật là sớm để có thể giao bé đến cho khách của chị một cách nhanh nhất và chị có thể yên tâm nhất nha. Và em đang đi trên đường và chuẩn bị để đến nhà của chị khách của em. Các anh chị cùng theo dõi cùng với em nha. Và đừng rời khỏi màn hình ạ. Có thể mà nói đó là mang các bé bóp các bé buôn đồ về đến nhà mới, về đến chỗ mới thì đó là một niềm vui, một niềm hạnh phúc mà shop của em rất rất là vinh dự được làm điều đó nha. Và bây giờ thì em đã đến nhà của chị khách rồi và chị khách đang gỡ ra và kiểm tra bé nha. Bên em thì để bé vào trong sọt rất là an toàn để bé được giữ ấm luôn, và để đến nơi thì bé không có bị mệt nha anh chị. Đấy, vì chị rất là yêu thích bé luôn và xin chúc chị cũng như là bé nè sẽ có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Chúc cho bé về nhà mau ăn chóng lớn và nghe lời ba mẹ mới nha. Chị khách của em thì hôm nay đặt bé buôn đồ đỏ nâu nha anh chị. Hôm nay thì bên em sốt màu đỏ nâu rất là nhiều nha, rất là nhiều anh chị yêu thích cái màu này luôn. Tại vì bé màu này thì nhiều anh chị nói rằng nó là màu nó sạch cho nên là anh chị rất là thích. Và bên em thì có gửi sổ sức khỏe cho chị nè, bên em thì có tặng cho chị vòng đeo cổ cho bé luôn nha. Khi mà về đến thì bên em đã tiêm ngừa và sổ dung đầy đủ rồi, cho nên là khi mà đến ngày thì bên em sẽ nhắc để cho các anh chị mình tiêm thử hai cho bé ạ.